Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hôm nay chúng ta rất huy hoàng. Chúng ta có bao nhiêu người đồng ý, trên thế giới có bao nhiêu nước, trong 120 nước đồng ý một cách rất đàng hoàng, rất rõ ràng. Chúng ta ở đây vui mừng chuyện đó, nhưng lớn hơn nữa, chúng ta biết ơn những người đầu tiên đã phải chịu cái bi kịch này. Những người chết oan, không ai nói gì dùm với họ. Những người bị nghi kỵ, những người bị đối xử tàn bạo. Và các bạn ơi, ở đâu đó, các bạn hãy về với chúng tôi để chúng ta cùng vui với nhau. Ngày hôm nay có nhiều người hiểu chúng ta, và bản thân chúng ta cần phải tự tin để mỗi ngày cái bóng tối của những người đồng tính nó sáng dần lên, và nó sẽ bình thường như tất cả mọi điều bình thường khác trên thế giới này. Thưa quý vị, cái tâm lý của con người đó, nó thường là người ta sợ cái gì người ta không biết. Thí dụ như sợ ma. Và cái đứa trẻ khi mình không muốn cho nó ra đường xem cám nó, mình không thể nói được. Bởi vì mình có nói nó cũng không hiểu. Thì cha mẹ nói là đi rồi nó có mẹ. Người ta sợ cái người ta không biết. Người ta ghét cái người ta sợ. Mà người ta tiêu diệt cái người ta ghét. Đó là một cái tâm lý chung của nhân loại. Các bạn đồng tính, thật ra cái việc này đâu có lạ lùng gì. Nếu mà chúng ta có nghiên cứu về hải dương học, về thiên văn học, đặc biệt là hải dương học, thì chúng ta thấy rằng ở dưới đáy biển có loại san hô, có loại rong biển, có những cái loại cá, những cái loại bao nhiêu là cái sinh vật đó. Nó có tứ tính thôi quý vị, chứ không phải lượng tính. Cái mà mình nói gì biển thì như vậy là cái thế giới này có cái gì lạ đâu. Nếu chúng ta có nhiều thông tin thì chúng ta sẽ ít nghi kỵ nhau, chúng ta sẽ tin nhau hơn, chúng ta không làm đau khổ, không làm tổn thương nhau một cách vô lý. Và chúng ta cũng học để biết rằng đường không có tự nhiên trên đời này, chỉ là có ai đó người ta cần đi trong một cái ngõ nào đó, và vài người cần rồi nhiều người cần, nó thành ra đường mòn, sau đó trở thành đại lộ. Dĩ nhiên là những pioneer, những người đi đầu tiên đó, đó là những con người họ phải chịu hy sinh, bởi vì ngày đó chưa ai biết. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hôm nay chúng ta rất huy hoàng. Chúng ta có bao nhiêu người đồng ý, trên thế giới có bao nhiêu nước, trong 120 nước đồng ý một cách rất đàng hoàng, rất rõ ràng. Chúng ta ở đây vui mừng chuyện đó, nhưng lớn hơn nữa, chúng ta biết ơn những người đầu tiên đã phải chịu cái bi kịch này. Những người chết oan, không ai nói gì dùm với họ. Những người bị nghi kỵ, những người bị đối xử tàn bạo. Và các bạn ơi, ở đâu đó, các bạn hãy về với chúng tôi để chúng ta cùng vui với nhau. Ngày hôm nay có nhiều người hiểu chúng ta, và bản thân chúng ta cần phải tự tin để mỗi ngày cái bóng tối của những người đồng tính nó sáng dần lên, và nó sẽ bình thường như tất cả mọi điều bình thường khác trên thế giới này. Xin cảm ơn.